Xin chào bà con, tôi tên là Trương Minh Lộc, chuyên viên tư vấn kỹ thuật của công ty Buratot Runway Việt Nam. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến bà con quy trình ủ thức ăn và tác dụng của thức ăn ủ chua đối với chăn nuôi. Chuẩn bị nguyên vật liệu như thế nào? Thứ nhất gồm rau củ, vỏ, quả, ca cao tươi, không sử dụng trái hư trái thối, rỉ đường, hơi êm, muối ăn, than hoạt tính, cám gạo và thùng phi từ 100 đến 200 lít. Công thức ủ thức ăn như sau: vỏ ca cao tươi 70%, rau muống, rau lan, lục bình, thân chuối 10%, tất cả hỗn hợp đều xay nhuyễn. Cám gạo 10%, 1% muối, than hoạt tính 5%, êm 0,5%, mật rỉ đường 5%, trộn hỗn hợp đều thức ăn trên. Cho vào túi ni lông. Cho vào thùng ủ nén chặt, để kín. Cho gia súc thức ăn sau từ 3 đến 5 ngày. Hỗn hợp ủ này bảo quản từ 4 đến 6 tháng. Tác dụng của nó: tận dụng nguồn thức ăn có sẵn trên vườn cacao, thay vì chúng ta phải tìm kiếm nhiều nguồn vật liệu từ bên ngoài vào, để phục vụ cho việc chăn nuôi, giúp vật nuôi tăng trọng nhanh và hạn chế được bệnh tật. Về phần lợi nhuận, theo hạch toán kinh tế, sau thời gian từ 5 đến 6 tháng nuôi, dây đạt trọng lượng từ 30 đến 40 kg thì có thể xuất chuồng với giá bán bình quân từ 100.000 đồng đến 110.000 đồng trên kg. Người nuôi có lợi nhuận từ 1,5 đến 2 triệu đồng trên con. Video đến đây là kết thúc. Cho chúng tôi xin chúc bà con mình ủ thức ăn ủ chua cho vật nuôi trong gia đình, trong nông hộ của mình được hoàn thiện và góp phần tăng lợi nhuận từ mảnh vườn của nhà mình. Xin chân thành cảm ơn. Video được thực hiện bởi Buratot Runway Việt Nam cùng với Heavitas Việt Nam với sự tài trợ của Liên minh châu Âu EU. Buratot Runway Việt Nam nâng tầm cacao Việt, phát triển vững bền.